Hello, cả nhà cứ hay khen mình là biết nấu món này món kia nhưng mà không phải đâu nha. Mình có một cái tủ đựng đầy bí kíp đây nè. Đây chính là những cái bịch gia vị hoàn chỉnh gồm rất là nhiều món ngon. Và ngay cả một cái món rất là phức tạp với cách làm truyền thống như là kim chi thì tất cả các gia vị đều được gói gọn ở trong cái bịch nhỏ xíu này đây. Và bởi vì kim chi là cái món mình đã làm thất bại rất là nhiều lần nên ngày hôm qua khi đi siêu thị, sự chú ý của mình đã vang ngay vào cái bịch sốt muối kim chi Barona. Làm kim chi nhanh chóng, tiện lợi và ngon chuẩn vị, liệu có đúng như lời quảng cáo không ta? Để xem nào, umbala, lá bơ tất cả những nguyên liệu sẽ đều hiện ra. Đó, cả nhà thấy có đơn giản không? Chỉ có bao nhiêu đây thôi hà. Đây là linh hồn của món kim chi, mình sẽ cần 800g cải thảo, mình sẽ cắt gốc, bắt đầu cắt khúc vừa ăn, nhúng xuống nước và đem lên liền để ráo nhé. Đối với hành lá và hẹ thì mình cần mỗi thứ 6 đến 8 nhánh, đem đi rửa sạch. Cà rốt và củ cải mỗi thứ mình cần có 100g thôi. Tuy nhiên cái củ của mình hơi bự thôi, kệ không sao. Cứ cắt gốc rồi rửa dưới vòi nước sạch nha. À, mình thích nhất là cái khúc này nè, không biết cả nhà có phát hiện ra điều bí mật ở cái đầu gọt rau củ quả mà nhà nào cũng có này hay không? Đó chính là nó có thể gọt được hai chiều, đưa lên đưa xuống, đưa lên đưa xuống một chút xíu là xong liền ha. Với định lượng 800g cải thảo mình cần có 100g củ cải và cà rốt thôi à. Cả nhà có thể quyết định giữa việc dùng đồ bào cho nó nhuyễn hoặc là có thể cắt nhỏ nhỏ như thế này tùy sở thích nha. Đến khúc này bà ngoại đi ngang qua đảm bảo có một cái câu mà các bạn muối kim chi mình thường xuyên sẽ thường hay hỏi, đó chính là ủa trái lê đâu, nước mắm đâu, rồi bột ớt đâu, làm kiểu này sao ra kim chi đúng vị. Yên tâm, đến khi kết quả cả nhà sẽ thấy được cái sự khác biệt. Đến lượt hành lá và hẹ phải lên dĩa rồi, mình cũng sẽ cắt khúc vừa ăn giống như là cải thảo nha. Lúc này thì cải thảo đã ráo rồi, mình bắt đầu ướp muối nha cả nhà. Mình sẽ tùy xem ở nhà mình có cái nào thì mình dùng ướp cái đó, nhưng mà mình nghĩ đối với món kim chi mình ướp bằng muối hột nó sẽ ngon hơn. Mình cần có 3 muỗng canh muối hột và có thể thay thế bằng 2 muỗng canh muối bột nha cả nhà. Mình sẽ ướp cho đến khi cải thảo mềm ra trong khoảng 2 tiếng. Sau đó mình sẽ rửa sạch dưới vòi nước từ 4 đến 5 lần hoặc trong một cái thau thiệt là đầy nước để xả sạch muối đi, không thôi lát nữa nó mặn chát luôn á. Tiếp theo thì hãy dùng lực tay và vắt cho thiệt ráo cải thảo. Và nếu cả nhà có thời gian hãy bỏ nó trong tủ lạnh 4 tiếng, nó sẽ cực kỳ giòn luôn. Nếu mà bỏ qua bước này thì cũng không sao, tiếp tục những cái bước tiếp theo nha. Tên tên, và đây là sự xuất hiện thần thánh của bịch sốt muối kim chi rồi. Mình tay hơi trơn nên phải nhờ ông xã bóc ra giùm. Nè, trời ơi, vừa mới bóc ra một cái mà cả nhà ai cũng phát hiện ra đây là mùi của sốt kim chi luôn. Nó thơm phức rồi cả nhà ơi. Đầu tiên mình sẽ trộn với lại các cái hỗn hợp tươi như là củ cải, cà rốt, hành và hẹ nè. Sau đó mới tiếp tục cho cải thảo vào và trộn thật là đều tay lên nha. Nếm thử miếng coi. Lúc này thì nó chưa có được chua lắm đâu, nhưng đừng có lo lắng, sau một thời gian chúng ta ủ á, nó sẽ thành một hỗn hợp kim chi rất là hoàn hảo luôn. Mình sẽ chuẩn bị một cái keo thiệt là sạch nè. Và để cho kim chi của mình lâu bị hư thì cả nhà nhớ về trộn sơ qua với nước sôi, sau đó dùng một tờ khăn giấy sạch để mình lau đi nhé. Tiếp theo hãy bỏ kim chi vào và nhớ nén cho chặt tay một chút, để ở chỗ mát trong vòng từ 16 đến 24 tiếng đồng hồ. Tùy cả nhà thích nó chua nhiều hay chua ít mà chúng ta có thể gia giảm thời gian nha. Ta-da, và đây là kết quả của mình sau khoảng 16 tiếng đồng hồ, không có chờ được lâu cho nên như đó thôi, với lại sợ chua nhiều quá ăn ê răng sao. Tuy nhiên mình đã rất là bất ngờ khi mà bóc cái hộp này ra, cảm thấy là cái vị chua nó rất là vừa phải, trong khi trước đó thì bà ngoại rất là lo lắng không biết là muối bằng cách này không theo như truyền thống á thì cái vị nó có được nguyên bản hay không. Thì câu trả lời là có nha cả nhà, nó cực kỳ giống với tất cả những cái món kim chi chúng ta đã từng ăn ở những cái hàng quán của Hàn Quốc, và còn nhanh gọn lẹ nữa chứ, không cần phải đi mua quá nhiều nguyên vật liệu về và cũng khó khăn cho chúng ta để đọc cái công thức sao cho nó chính xác. Nếu mà để nói đến tính ứng dụng của kim chi ở trong bữa ăn thường ngày thì phải nói là bạc ngàn những cái món có thể kết hợp luôn. Tuy nhiên mình đi làm về khuya, trời ơi lười quá, chỉ ăn chung với cơm trắng thôi mà cũng thấy ngon ơi là ngon rồi đó cả nhà. Còn bây giờ thì mình xin tạm biệt cả nhà ở đây, hẹn gặp lại với những cái video kỳ sau. À quên nữa, nhớ là phải bỏ cái hũ kim chi của cả nhà vào trong tủ lạnh. Và yên tâm nha, với cái gói sốt muối Barona này thì kim chi của chúng ta sẽ không bao giờ bị chua đâu. Cứ thoải mái mà ăn dần dần từ từ nhé. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại trong video kỳ sau.